Đây là con nuôi của cố nghệ sĩ Tú Linh đây các bạn ơi, áo trắng nè mọi người. Đây là con nuôi của chú. Đây là con nuôi của chú nè các bạn ơi. Đây là con nuôi của chú đó. Đây gia đình của nghệ sĩ Tú Linh. Đây gia đình của nghệ sĩ Tú Linh nha các bạn. Đây mọi người ơi. Giờ đang đi bộ đi qua Linh qua tệ đàn nha các bạn. Đi qua Linh qua tệ đàn đi bộ luôn. Linh qua tệ đàn để cầu siêu. Đây là cậu Thành nè. Mình gửi đi vô, gửi đi. Đây là cậu Thành. Đang đi bộ đi rồi lướt qua tại đàn nha các bạn. Đây thì đang đi qua lướt qua tại đàn nha các bạn. Đi bộ nha. Đang đi bộ gia đình. Cậu Thành. Cậu Thành nữa. Đây là xe của cậu Năm. Xe huyền thoại cậu Năm nè. Chiếc xe huyền thoại cậu Năm nè mọi người. Đây là cậu Thành phía sau nè mọi người. Thành là anh của nghệ sĩ Tố Du Linh. Mày đem cái tấm hình cậu rồi. Cậu Thành đây, cậu Thành gia đình của chú nghệ sĩ Linh rồi các bạn ơi. Hiện tại thì buổi chiều ở đây xe rất là đông mọi người nha. Rất là đông luôn. Đang vô cầu siêu cho chú Vũ Linh như vậy. Cậu Vũ Linh nha, cậu Năm. Rồi, cách tới đây em cũng kết thúc cái video các bạn. Tại vì đây có nhạc đó các bạn. Thanh tịnh với sự chứng giám của mười phương chư Phật, sự hiện tiền của chư tăng, quý vị lãnh đạo và toàn thể quý khách, hai lời công ty tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ cầu siêu nhân tiết Thanh Minh năm 2023. Xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, buổi lễ cầu siêu được thành công viên mãn. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông chủ tịch đạo hữu thì quan tâm phát biểu thầy là đại lễ kỳ siêu chiều hôm nay. Tiếp theo chúng con xin được hành kính cung thỉnh hòa thượng Tạo Hiệu Thích Huệ Thông và cầu an nhân tiết Thanh Minh năm 2023 sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. 10 phút nữa là sẽ làm lễ cầu siêu nha cô chú anh chị các bạn. Hiện tại bây giờ thì bà con đến đây rất là đông mọi người. Trên đây là trang trí rất đẹp luôn. Mình thấy quá chừng đẹp luôn. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Hiện tại thì các cô chú đang vô vị trí ngồi để chuẩn bị làm lễ nha các chú bạn. 10 phút nữa nha mọi người. Xin mời quý khách tập cung kính ngưỡng bái Phật, xin tôn đức lãnh đạo ban thường trực giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng quý tôn đức
lãnh đạo chính ban trị sự huyện thị thành phố trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Kính thưa các vị khách quý, đại diện lãnh đạo chánh quyền tỉnh Bình Dương, thị xã Bến Cát và phường Cỏ Cày, thưa ban lãnh đạo công ty nghĩa trang Ma Viên chánh Phú Hòa, thưa toàn thể đồng bào Phật tử có những thân nhân được an táng tại Hoa Viên. Trước khi đi vào chương trình đại lễ kỳ siêu nhân tiết thanh minh dương lịch 2023 hoặc lịch 2567 được tổ chức tại nghĩa trang Hoa Viên chánh Phú Hòa buổi chiều hôm nay, hương linh được an táng tại nơi đây, cảm tạ và hồi hướng, và sau cùng là chư tôn đức trong ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ cử hành lễ đăng đàn chuyển tế siêu tiến chư hương linh sớm vãng sanh về cõi Phật. Đó là toàn bộ chương trình buổi chiều hôm nay. Chúng con kính thông chi đến chư vị tôn đức cũng như các vị khách quý để chi tường. Vào giờ này, thời đã đến, duyên đã đủ, chúng con cung thỉnh chư tôn đức và các vị khách quý cũng như toàn thể đồng bào Phật tử hiện diện tham dự buổi lễ hoan hỷ đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Phật để cầu gia hộ cung thịnh hòa thượng chứng minh khởi nghiệp. Mô Phật sư Nam mô Phật sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phát đại chứng minh, cung kính ngưỡng bái Phật, chư tôn giáo phẩm hòa thượng chứng minh, chư tôn đức lãnh đạo ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng quý tôn đức thiện diện. Kính thưa các vị khách quý, đại diện lãnh đạo chánh quyền tỉnh Bình Dương, thị xã Bến Cát và phường Sở Cài, thưa toàn thể đồng bào Phật tử hiện diện, đó là nghe khán đại chứ bạn. Chúng con kính nghe cổ đức có dài thì... ẩm thị thân duyên uống nước nhớ nguồn sư để thể hiện với tinh thần hiếu đạo thi ăn và báo ăn tới những người nằm xuống. Do vậy, theo thông lệ hàng năm vào những ngày tiết thanh minh, ban tổ chức nghĩa trang nhân gia đình vô đây để mà làm lễ như các bạn nha. Phú Hòa kết hợp cùng với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã lâm trọng tổ chức đại lễ kỳ siêu nhân tiết thanh minh tại nghĩa trang Hoa Viên chánh Phú Hòa năm 2023 hoặc lịch 2567. Đó cũng là lý do đại lễ kỳ siêu buổi chiều hôm nay. Quan lâm chứng minh, chúng con thành kính giới thiệu sự hiện diện của hòa thượng đạo hiệu Huệ Thông, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban pháp chế trung ương Giáo hội
trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, hòa thượng Đạo Biểu Thích Thiện Duyên, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, hòa thượng Đạo Biểu Thích Thiện Tài, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, hòa thượng Đạo Biểu Thích Thiện Duyên.